Dạ thầy, là câu 1. The last feature of the ecclesia include A. Edema and headache, B. Hypertension and routine urinary, C. liver damage and spotting, D. hemolysis and RUQ pain. Các đặc điểm cổ điển của tiền sản giật bao gồm: hay là câu A là phù với nhức đầu, câu B là cao huyết áp và có routine niệu, câu C là có tổn thương gan, hoại tử lốm đốm trên gan, chủ mô gan. Spotting là hoại tử lốm đốm. D, câu D là hemolysis là tan máu. RUQ pain đó hả, xương phá. Đáp án đúng là câu B, hypertension, có tăng huyết áp và có routine niệu. Thông thường thì ta hỏi là một cái người mà bị tiền sản giật đó thì huyết áp bao nhiêu gọi là có tăng và routine niệu có bao nhiêu gọi là có routine niệu. Dạ thầy, huyết áp là trên 14, routine niệu là trên 0,3 gram. Ok, thank you. Câu số 2. Which of the following would have differentiated mild preeclampsia from severe preeclampsia? A. Elevate AST and ALT. B. Pulmonary edema. C. Headache. D. All of the above. Thưa thầy, là các ý nào sau đây sẽ giúp phân biệt từ tiền sản giật thể trung bình cho tới tiền sản giật thể nặng? A là tăng AST, ALT. B là dạ. Nhẹ, xin lỗi thầy, moderate mới trung bình. B là phù phổi, C là đau đầu, D là tất cả các ý trên. Thưa thầy, đáp án đúng là câu D. Tiêu chuẩn nào thì nói là bị severe preeclampsia. Trên cái vị trí severe preeclampsia ta có hai tiêu chuẩn. Vậy hai tiêu chuẩn đó là gì? Dạ thưa thầy, là huyết áp tâm thu lớn hơn 140 hoặc huyết áp tâm trương lớn hơn 90 kết hợp với protein niệu 1 cộng hoặc là 300mg trên ngày và kết hợp với dấu hiệu nguy hiểm cũng như là thay đổi cái giác quan hoặc là huyết áp tâm thu lớn hơn 160, huyết áp tâm trương lớn hơn 110, phù phổi, suy thận cấp, thiểu niệu hoặc là tiểu protein lượng lớn hoặc là đau hạ sừng phải. Thank you. Dạ thầy. Câu số 3. In severe eclampsia, proteinuria 85 is greater than gaps in a 24-hour period. A, 1 gram, B, 0.3 gram, C, 5 gram, D là 7.5 gram. Em chọn câu B là 0.3 gram, nhưng mà đáp án là 5 gram thầy.
Em thì em chọn câu 3. Ê, câu B. Và đáp án là câu C. Chúng ta nhìn vô bài đây. Chỉ ví ở khi nào? Khi nào huyết áp max lớn hơn 160 hoặc là huyết áp min lớn hơn 110 hoặc là bộ tín hiệu lớn hơn 5 gam. Khi nào em có 1, 2, đó, 3 cái này. Một trong ba cái này thì em nói là bệnh nhân đang bị tiền sản giật nặng. Và bạn Thích Tùng mới kể cho mình đó, bạn ấy chia thành hai đầu nó nhớ cho mình luôn. Rồi chúng ta đi tiếp. What medication is used as a seizure prophylaxis during labor and postpartum? Câu nó hỏi là cái loại thuốc nào mà được sử dụng để dự phòng cái cơn co giật trong chuyển dạ và hậu sản. Thì em chọn là em chọn câu A là magnesium sulfate. Ok, một chút xíu chúng ta sẽ giải quyết cơ chế của nó sao. Rồi mời trọng nhân nghe, nói trọng nhân đang học sản dữ lắm, đâu trả lời coi. Dạ thì em câu số 5 là chronic hypertension is defined as hypertension that is diagnosed before weeks of gestation or beyond the weeks postpartum. Thì tăng huyết áp mạng là được xác định là tăng huyết áp được chẩn đoán trước khoảng những tuần 20 trong quá trình mang thai và sau đó 12 tuần trong thời kỳ hậu sản, là đáp án chọn câu vực chú dê. Ok, thank you. Rồi, các bạn nhớ hồi xưa đó, cách đây khoảng 40-50 năm, ông bà mình hay nói cái máu sản hậu. Có ai nghe từ đó chưa? Cái con nhỏ đó nó hay lên cơn máu sản hậu lắm đó. Đừng có chọc giận nó, hồi là nó chết đó. Bạn có nghe chưa? Thì chính là tiền sản giật đó. Đúng chưa? Như vậy chúng ta sẽ chia ra tiền sản giật trong quá trình mang thai. Nhưng mà phải từ tuần thứ 20 trở đi, trước tuần thứ 20 là không có đâu nha. Tiền sản giật không có trước tuần thứ 20 không có gọi là tiền sản giật nữa nha. Và chúng ta thấy rằng sau sanh vẫn còn 12 tuần nữa nha. Rồi tiếp tục. Cái chấm đầu tiên là nó nói tới cái sự hình. Cái câu đầu tiên quan trọng nhất không phải nằm ở dấu chấm, nằm ở trên đó. Là không có một cái no definitely known cause, tức là bây giờ người ta không có biết chắc chắn nguyên nhân nào mà là cái lý do chính để mà gây nên cái tiền sản giật. Rồi mình mới vô bài. Mình bỏ vậy nguy hiểm lắm. Vậy câu quan trọng nhất là nằm trên đó mà, chứ đâu phải nằm dưới này. Tóm tắt đi. Nên nói là cái nguyên nhân thì không rõ, nhưng mà có một số cái yếu tố liên quan tới cái chuyện liên quan tới cái bệnh này là cái sự bất thường của cái placenta, cái nhau, cái bánh nhau, thì cái sự hình thành và phát triển bất thường của cái bánh nhau. Cái thứ hai là nó nói tới cái yếu tố mà liên quan tới miễn dịch. Cái dòng thứ ba là nó nói tới những cái bệnh lý mà trước những cái bệnh lý mà của người mẹ trước đó, trước thời kỳ mang thai, như là cái tăng huyết áp nè, cái bệnh béo phì nè, cái hội chứng này, cái hội chứng đó thì em không biết. Hội chứng chống phospholipid. Dạ. Dạ cái tiền sử, có cái tiền sử người mẹ này có thể có tiền sử tiền sản giật trước đây. Cái liên quan và cái bệnh này nó có thể liên quan tới cái yếu tố mà về cái chế độ ăn uống của mình đó, là những cái chế độ ăn mà ít cái nó thấy là chế độ ăn mà ít canh thì có thể là giảm cái nguy cơ của cái tiền sản giật. Và cái dấu chấm cuối cùng là nói tới cái yếu tố mà môi trường. Rồi, cảm ơn em. Cuối giờ sau anh Châu Lâm thì tới anh Thư sẽ trình bày về cơ chế tác dụng của labetalol, cơ chế tác dụng của metidopa và cơ chế tác dụng của không, tới cái đó thôi. Còn anh Hoàng Kha thì sẽ trình bày về cơ chế tác dụng của magnesium sulfate. Dạ, em xin trình bày về prenatal care.
Đầu tiên thì chúng ta phải biết cái lịch khám. Lịch khám thì cái 200 cấu nguyệt đầu tiên, nghĩa là từ tuần đầu tiên tới tuần 28 thì sẽ khám mỗi tháng một lần. Từ tuần 28 tới tuần 36 thì chúng ta sẽ khám 2 tuần một lần. Từ tuần 36 cho tới chuyển dạ thì chúng ta sẽ khám mỗi tuần một lần. Thế thì mỗi lần thăm khám, mỗi lần đến bệnh nhân thai phụ đến khám thì chúng ta sẽ làm gì? Thì em xin chuyển qua cái phần examinations. Chúng ta chia ra ở mẹ và ở con. Ở mẹ thì chúng ta sẽ khám mẹ. Thường chúng ta sẽ phân ra đây là một thai kỳ nguy cơ cao hay là một thai kỳ bình thường. Ở mẹ thì chúng ta có thể khám những cái thông số như sau, những cái vấn đề như là chúng ta thu thập những cái tiền sử y khoa, những cái chúng ta thu thập chiều cao, cân nặng, chúng ta đo huyết áp, đo áp thì mỗi lần chúng ta đo tùy vào giai đoạn nó sẽ có ý nghĩa riêng. Ví dụ đo áp ở tuần sau tuần 20 thì có thể đánh giá nghi ngờ xem bệnh nhân có tiến nhập hay không. Chúng ta khám khung chậu để xem bệnh nhân này chuyển dạ bằng sinh thường nó có tốt hay không. Chúng ta có thể xét nghiệm máu cũng như là xét nước tiểu để tầm soát những cái nhiễm trùng hoặc là thiếu máu ở mẹ. Còn đối với bé thì em tập trung vào phần siêu âm. Siêu âm chúng ta sẽ thực hiện ở những lần khám thai ở những tuần nào thì cơ bản là chúng ta có thể làm ở tuần 6, tuần 7 để chúng ta xác nhận là bệnh nhân có thai, loại trừ những trường hợp như là thai ngoài. Dưới từ tuần 13, tuần 6 ngày trước đó thì chúng ta có thể sử dụng chiều dài đầu mông để chúng ta tính cái ngày dự sinh. 13 tuần 6 ngày cũng là cái mốc để chúng ta làm tầm soát lịch bội bằng combined test, có nghĩa là double test cộng với siêu âm. Ngoài ra 13 tuần 6 ngày chúng ta có thể siêu âm để khảo sát một số cái hình ảnh học thai nhi. Khoảng thời gian 18 tuần đó, chúng ta khoảng 18-20 tuần thì chúng ta có thể siêu âm khảo sát chi tiết hình thái học của thai nhi và một số cái bệnh lý phần phụ thai nhi. Nếu có chúng ta khảo sát về cái bánh nhau, di rốn và nước ối. Tuần thứ 30 đến 33, tuần 6 ngày đó, thì chúng ta sẽ siêu âm đánh giá sự tăng trưởng của thai ở trong tử cung nó có được bình thường hay không. Đồng thời chúng ta cũng đánh giá lại cái phần phụ xem bánh nhau, di rốn, nước ối nó có bất thường gì không. Dạ, xin hết. Dạ, em xin trình bày về cơ chế tác dụng của Methindopa. Thì khi mà được hấp thu vào tuần hoàn thì lên hệ thần kinh trung ương thì nó sẽ được chuyển thành cái methylnorepinephrine. Đây như nó như là một cái chất thần dẫn truyền thần kinh giả, thì nó sẽ tác động vào cụ thể alpha 2 trung ương, sẽ giảm phóng thích norepinephrine nên là nó sẽ gây giãn mạch toàn bộ cơ thể. Nên là cái thuốc này nó sẽ là first choice trong điều trị tăng huyết áp của bệnh nhân ở bệnh có thai và trên bệnh nhân suy thận. Xin hết. Cơ chế tác dụng của magie sulfat trong việc mà phòng ngừa cái sản giật thì ở đây có hai cơ chế chính. Cơ chế thứ nhất á, là mình biết là trong cái sinh lý bệnh của việc sản giật đó, và sản giật đó chính là tổn thương nội mô và dẫn tới co mạch rồi dẫn tới tăng huyết áp. Do đó mà cái magie sulfat nó có tác dụng là giúp giãn mạch máu não để nó giảm bớt cái tình trạng thiếu máu và chống gây phù não, chứng gây co giật. Cái cơ chế thứ hai là cái magie này nó là một cái chất nó cạnh tranh với lại canxi, nó làm nó đẩy canxi ra, không cho canxi đi vào trong cái synapse. Do đó mà nó không có thể mà dẫn truyền được cái chất dẫn truyền thần kinh, từ đó mà nó phòng ngừa được cái sự co giật. Ngoài ra thì ở bên cái trang NCBI họ có nói thêm một cái nữa là cái magie sulfat nó ức chế một cái receptor NMDA, cái tên này có ghi nhưng mà nó hơi dài, thì cái receptor này từ đó nó cũng là anti convulsion và nó cũng dẫn tới là giúp ngăn ngừa sự co giật. Em trình bày về cơ chế tác dụng của labetalol. Thì labetalol nó thuộc nhóm thuốc chặn beta không chọn lọc kèm ức chế alpha. Thì về tác dụng chặn alpha thì chủ yếu là nó chặn trên alpha 1, gây giãn mạch, từ đó gây giãn sức cảm ngoại biên, giảm huyết áp. Khi mà labetalol tác dụng lên beta
thì tác dụng lên cả beta 1 là trên tim và beta 2 trên cơ chương cơ vân, nhưng ưu thế nhất là trên beta 1. Và nó giúp bảo vệ tim khỏi các phản xạ giao cảm, từ đó cũng giúp giảm huyết áp. Thì ở đây chúng ta sẽ giao cho anh Quận hơn nhiệm vụ là hồi nãy chúng ta đã nhắc là tăng huyết áp ác tính rồi đó. The hypertension disorder of pregnancy. My causes of death to the pregnant to pregnancy. Death to pregnancy, ta không hiểu đây là chết của ai, chết của mẹ hay là chết của con. Cho nên một hồi em phải giải thích thêm cái câu chỗ này. Cái này là death due to pregnancy là chết mẹ hay chết con. Được chưa? Có nghĩa là em phải đi kiếm, em phải vô Google em gõ death due to pregnancy. Em coi coi trong đó người ta nói là chết mẹ là bao nhiêu phần trăm và chết con là bao nhiêu phần trăm. Được chưa? Còn hơn hơi bị khó nha. Thầy, yeah. thầy tập cho em đêm nay là cái cách nhạy bén khi đọc bài đó. Chúng ta biết dừng lại chỗ nào để mà chúng ta tra cái từ. Đây là một cách rất là khó. Gần như 12 năm phổ thông các bạn không được tập cái đó. Cho nên khi các bạn đọc qua một đoạn hay là một câu, các bạn không biết cái từ nào quan trọng chứ. Em xin trình bày về cái tỷ lệ tử vong của người mẹ. Là trong cái số mà chết đó thì họ chia ra là 25% là trong quá trình mang thai, còn 75% chủ yếu là do cái biến chứng mà trong quá trình sinh. Thì cái biến chứng đó là những cái biến chứng là chảy máu sau sinh, nhiễm trùng, tiền sản giật, rồi cái phá thai không an toàn. Rồi, thank you. Em xin hết. Rồi, vậy là nãy chúng ta đã giải quyết được cái thuật ngữ hồi nãy là chết pregnancy là chết mẹ chứ không có chết con, đúng không? Rồi, tiếp tục. Dạ. Các bạn biết chữ indentation này là xuất phát từ tiếng Pháp. Tiếng Pháp chữ đông có nghĩa là cái răng. Và khi chúng ta cắn người khác thì chúng ta để lại dấu răng. Thì trong trường hợp đó nó chuyển qua bên tiếng Anh, nó thành chữ indentation, có nghĩa là chúng ta ấn cái tay vào vùng nào rồi ta rút cái tay ra thì còn lại cái dấu tay mình trong đó, ta vẫn gọi nó là indentation. Không có nhất thiết là phải cắn để lại dấu răng. Và đương nhiên cắn để lại dấu răng thì nó có, chắc chắn nó có chữ đó. Má coi nè, nó cắn còn để lại dấu răng như chó cắn. Đó, ta hiểu được chữ indentation chưa? Dạ. Dạ, thì đông máu nó mạch lăn tỏ. Tiếng Anh là DIC. Là Disseminated Intravascular Coagulation. Là thường là nó là kết quả của sự tiếp xúc của mô và máu, bắt đầu là khởi phát quá trình đông máu trước, sau đó thì DIC sẽ hoạt hóa con đường tiêu sợi huyết dưới sự tác động chiếu của cytokine và sự thay đổi dòng chảy máu ở vi mạch. Các tế bào nội mô có đầu giải phóng yếu tố hoạt hóa plasminogen của mô, viết tắt là TPA. Thì cả TPA và plasminogen sẽ gắn vào các sợi green polymer và plasmin do TPA hoạt hóa plasminogen tạo thành. Từ đó nó sẽ gián hóa các sợi fibrin thành dimer và các sản phẩm thoái hóa khác. Do đó DIC nó sẽ gây ra cả hai hiện tượng là vừa huyết khối và vừa chảy máu. DIC thường gặp trong những trường hợp lâm sàng như là các biến chứng của sản khoa, nha bông non, não phá tai, thai lưu, trong các bệnh như nhiễm trùng, đặc biệt là với các khuẩn gram âm, trong bệnh ung thư, đặc biệt là trong sốc. Thì DIC có hai loại là tiến triển chậm và tiến triển nhanh và nặng. Tiến triển chậm thì gây ra biểu hiện huyết khối các tĩnh mạch trước như là huyết khối tĩnh mạch sâu, tĩnh mạch tắc, tĩnh mạch phổi. DIC tiến triển nhanh và nặng thì gây ra giảm tiểu cầu và cản kẽ yếu tố đông máu, fibrinogen và gây chảy máu. Thì cận lâm sàng biểu hiện nếu ta thấy kết quả là giảm tiểu cầu nặng, BT và ABTT kéo dài, giảm fibrinogen và tăng dimer, thì DIC thường bắt đầu rất nhanh và gây ra chảy máu và tắc nghẽn vi mạch, dẫn đến là suy các cơ quan. Đôi khi bắt đầu rất là chậm, gây ra hiện tượng huyết khối tắc mạch trước chứ không phải là chảy máu. DIC nặng thì gây ra giảm tiểu cầu, BT và ABTT kéo dài, giảm fibrinogen, tăng dimer rất là nhanh. Thì để điều trị thì đầu tiên mình phải điều chỉnh nguyên nhân gây ra DIC trước. Nếu mà mất máu trầm trọng thì phải cần chuyển huyết khối, chuyển khối tiểu cầu hoặc là hồng cầu
đồng thuần, huyết tương tối đông lạnh. Và heparin thì rất hữu ích trong BAC khởi phát chậm, thường dùng chiếu cho phụ nữ có thai lù. Rồi, cảm ơn anh Nhân đã trình bày đầy đủ về DIC. Dạ. Cảm ơn, thầy Kiều. Merci. Rồi, chúng ta còn ai nữa? Bây giờ chúng ta nói tới yếu tố này quan trọng đây. Rồi, các bạn nào đây? Em bị kẹt chỗ first degree relative. À? Đây là về mặt gia đình đó, thì chia ra ba mẹ là first degree, ông nội và second degree. Yeah. Thế hệ thứ nhất hả thầy? Yeah. Tức là nếu ba mẹ người đó, mẹ người đó đã từng bị sản giật thì cái khả năng nguy cơ cao hơn nhiều ở họ. Yeah. Khả năng mà gặp ở họ là gấp đôi. Ý nó là như vậy. True Fornax hiểu là nguyên bào nuôi, nó là lớp ngoài của một của phôi nang, nó có tác dụng là nó có vai trò làm, nó vai trò trong cái sự làm tổ của phôi và tương tác với tử cung mẹ, thì vai trò của nó là lát dịch cho tiếng Việt là gì đã? Dạ thầy, True Fornax là nguyên bào nuôi. Okay. Vai trò của nó là nó tiếp xúc trực tiếp với máu mẹ đến bề mặt nhau thai, sau đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi chất dinh dưỡng, chất thải và khí giữa hệ thống của mẹ và thai nhi. Một số nguyên bào nuôi còn thay thế các tế bào nội mô trong động mạch xoắn tử cung. Khi cái động mạch xoắn tử cung này phát triển thành các ống dẫn mà không phụ thuộc vào sự co mạch của mẹ, thì liên quan đến tiền sản giật thì sự xâm nhập của một cái tế bào nguyên bào nuôi mà còn có hiểu là nguyên bào nuôi ngoại vi á, thì nó là một giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành thai kỳ. Nhưng mà nếu như mà cái nguyên bào nuôi này xâm nhập không đủ thì sẽ sinh ra một số trường hợp bị tiền sản giật.